Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã chọn và đã đến với chương trình của VCOW Television. Kính thưa quý vị, VCOW Television được phát hình trên các băng tần 57.13 cũng như là 14.6 tại miền Nam California, trên băng tần 16.2 tại miền Bắc California và trên băng tần 27.5 tại Houston, Texas. Chương trình của VCOW Television cũng được phát hình trên hệ thống Galaxy 19 khắp Hoa Kỳ và Canada. Và quý vị cũng biết không là VCOW Television cũng phối hợp với là VCOW Radio phát thanh trên làn sóng 106.3 FM HD2 và phát thanh từ thành phố Westminster thuộc quận Cam, miền Nam California. Và đây là chương trình Mạng Đàm Anh Ngữ với diễn giả Phạm Gia Đại và Trọng Nghĩa. Trọng Nghĩa xin thân mến chào diễn giả Phạm Gia Đại. Xin kính chào anh Trọng Nghĩa, kính chào quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, thưa quý vị, chương trình đến quý vị hàng tuần. Thành ra quý vị biết không là cái chương trình này đã rất có nhiều quý khán giả đã thương mến và đã gọi vào đài, cũng như là đã ngay gặp diễn giả Phạm Gia Đại cũng như gặp Trọng Nghĩa ngoài đó. Thì quý vị biết cho biết là quý vị rất thích, bởi vì quý vị có thể ôn lại cái Anh Ngữ nữa. Diễn giả Phạm Gia Đại cũng các khán giả có gặp diễn giả thì như thế nào ạ? Dạ thưa quý vị, cảm ơn quý vị cũng đã yêu mến chương trình này, bởi vì mục đích của chương trình là đem những cái điều căn bản nhất về văn viết và văn nói đến tất cả quý vị, nhất là quý vị cao niên ở vùng này á, thì mục đích là để cho quý vị có thể có nói chuyện được hay là viết được vài câu đối với các con các cháu của mình, vì các con cháu của mình bây giờ là đa số là nói tiếng Anh nhiều hơn là tiếng Việt. Cho nên nhiều khi gặp ông bà cũng gặp trở ngại, cho nên mình nói được vài câu các cháu thì cũng là cái niềm vui trong cái khi mình lớn tuổi dành cho các vị cao niên. Và ngoài ra đó thì như chúng tôi đã nói, đây là một cái chương trình dành cho những quý vị chương trình beginning, tức là những người học vỡ lòng về Anh ngữ, cũng như là intermediate, tức là nó lên cấp cao trên một tí. Thì chương trình tới đâu chúng tôi sẽ hướng dẫn tới đó, và hy vọng rằng chúng ta sẽ ôn cùng nhau ôn lại về vấn đề mà từ ngữ của tiếng Anh cũng như là về văn phạm của tiếng Anh, để cho chúng ta có thể sử dụng nó một cách đúng mức. Trước khi đi vào chương trình thì có một số quý vị có hỏi chúng tôi là nên học theo cái sách văn phạm nào hay là dùng cái cuốn từ điển nào để cho nó thích hợp. Thì thưa quý vị, nếu mà nói về từ điển thì nó vô cùng tận, là nó rất nhiều từ điển của bên Anh cũng như là của bên Mỹ đều có in ra rất nhiều. Và cái bộ từ điển mà có thể nói rằng như là ban kỹ thuật vừa cho lên màn hình đó, quý vị thấy đó là cái Oxford English Dictionary, tức là cái bộ từ điển đầy đủ nhất của Oxford đó, của bên người Anh, người ta in ra đó, nó gồm tới 12 bộ lận, nó giống như là bách khoa từ điển vậy đó. Và cái 12 bộ này đó thì nó phải nói rằng nó là tương đối là đầy đủ nhất về cuốn từ điển. Và nó đã được in ra cái mà edition ấn bản đầu tiên đó là năm 1884 cho tới 1928 đó. Và cho tới cái năm 1989 đấy, thì họ in ra cái ấn bản thứ nhì. Tức là nó có một số những cái mà nó phụ thêm vô, nó gọi là phụ lục, hoặc là nó thêm vào những cái chữ mới. Vì chúng ta biết rằng là Anh ngữ đó là nó là living language, tức là sinh ngữ, nó luôn luôn nó biến chuyển. Mỗi thời đại nó có thêm một số từ ngữ mới, cho nên người ta phải update, người ta phải cập nhật lại cuốn từ điển này. Và như vậy cái cuốn từ điển này hiện tại chúng ta đang sử dụng ở đây là nó vẫn của cái thời 1989, ấn bản thứ nhì là mới nhất. Tuy nhiên bây giờ người ta tiếp tục, người ta ra một ấn bản thứ ba, và chúng ta đang chờ đợi xem ấn bản thứ ba nó sẽ như thế nào. Và ấn bản này đó thì họ đang chuẩn bị, nhưng chưa biết lúc nào chúng ta sẽ có được cái ấn bản này. Đấy là chúng tôi những tin tức chúng tôi biết được. Tuy nhiên mà cái cuốn từ điển mà chính cá nhân chúng tôi sử dụng á, mà chúng tôi thấy rất là thực dụng, vì chúng ta đang ở trên đất Mỹ, chúng ta dùng cái cuốn từ điển của người Mỹ viết về Anh ngữ thì nó thích hợp hơn là cuốn của người Anh viết về tiếng Anh, hay là của người Úc viết về tiếng Anh. Cho nên tôi vẫn hướng dẫn quý vị là quý vị nên dùng những cái cuốn từ điển của người Mỹ. Và đây nó là cuốn từ điển của cái nhà xuất bản tên là Longman. Longman, long tức là long tức là dài, và long là người, Longman. Longman đây nó là American English Dictionary, tức là cuốn từ điển của người Mỹ mà học tiếng Anh. Thì đây là cái bộ từ điển, nó chỉ có một cuốn thôi, và nó trong đó họ giải thích rất là rõ.
rất là rõ, cho nên chúng ta dùng cuốn này là tương đối nó cũng đủ. Và trong cái cuốn này đôi lúc chúng ta có thể học cả văn phạm ở trong đó nữa, vì nó có chua ra một số những cái nghĩa của các chữ đó theo văn phạm. Và thì đấy, thì cảm ơn phòng máy đã cho lên cái bức hình để cho chúng ta nhìn thấy. Cái cuốn từ điển Longman này là cuốn từ điển, một trong cuốn từ điển thông dụng nhất hiện tại bây giờ. Có dày không thưa diễn giả? Dạ, nó không có dày. Nó không dày, nó chỉ khoảng chừng độ, theo tôi thấy nó chỉ khoảng độ 500-600 trang thôi, không có nhiều dày lắm. Nhưng mà hỏi cái giấy mỏng á, cho nên nó được rất là nhiều. Và cuốn này chúng ta có thể đem đi bất cứ đâu cũng được, nó rất là tiện lợi. Nó chỉ là một cái cuốn giống như cuốn sách thôi. Nó không có lớn lắm, cho nên nó thuận tiện cho chúng ta để nhà, là đem đi travel, đi các nơi chúng ta mang theo. Chứ mà nghe nói từ điển là rất là dày, tại giống như cứ nhớ mấy cuốn từ điển Anh Việt hay là Pháp Việt hay là ấy đó. Tức là những cái, hoặc là từ điển của Pháp mà Larousse, trong những cái nhớ nó dày như vậy đó. Rất là và thưa, mà cái lúc nãy mà hình từ đầu phòng máy có cho quý vị xem nguyên một cái bộ mà gọi là của cái của Oxford. Mà Oxford đó. Thưa quý vị, đây trời, giống như là một bộ sách luật vậy đó thưa diễn giả. Tưởng là của một ông luật, văn phòng luật sư nào, chứ bởi vì đa số những cái văn phòng luật sư mà chúng ta hay thấy quảng cáo trên các đài đó thì lúc nào cũng show ra một cái mấy ông luật sư ngồi đằng sau là nguyên một cái kệ sách toàn là sách luật không đó. Thì cái nguyên cái bộ này là hình như là gồm tất cả là 12 cuốn phải không thưa? 12 cuốn. Người ta ở đây quý vị để ý nhé, chúng ta học thêm được một cái nữa là 12 cuốn này, người ta không gọi là 12 copies, người ta gọi là 12 volumes. Dạ đúng rồi, volume. Đó, thì người ta dùng volume là một cuốn sách. Nó dùng cái đó. Ngoài ra volume nó còn có nghĩa là cái cường độ âm thanh của nó lớn nhiều cũng là volume. Cho nên tiếng Anh nó biến thiên như vậy, và tiếng Anh nó rất là phong phú là như vậy. Chúng ta học một chúng ta phải biết 2 3 4. Thì cái chữ volume đây chúng ta biết nó có tức là 12 volumes, tức là 12 bộ. Người ta gọi là 12 bộ thì nó đầy đủ. Mới có 7 bộ thôi mà chúng ta thấy là đầy hết trơn. Rất là dày. Bởi vì những cái cuốn này đây thưa quý vị, họ có thể làm được bởi vì bên Anh người ta có Hàn Lâm Viện. Người ta phải có Hàn Lâm Viện thì người ta mới làm ra được cái bộ từ điển này. Tức là phải có những cái người mà am hiểu về chữ nghĩa và tiếng mẹ đẻ của họ. Và họ ấy làm việc công phu của họ nhiều lắm quý vị mới ra được cái cuốn từ điển như thế này. Và chúng ta mà có được cuốn từ điển này rất là quý giá. Nó là một cái cuốn sách có thể chúng ta để trong tủ sách gia đình. Và vì trong cuốn sách này là cuốn từ điển, nó có đầy đủ hết tất cả các cái danh từ mà sử dụng, kể cả trong luật pháp nữa cũng có, thương mại cũng có, vân vân. Thành ra khi chúng ta tra từ điển cuốn này chúng ta yên tâm lắm, là chúng ta có thể tìm được. Tuy nhiên có một điều chúng tôi cũng hướng dẫn thêm quý vị là nếu có một chữ nào mà quý vị mà tìm không ra được cái nghĩa của nó đó, quý vị có thể dùng internet, có thể có vẻ vô Google, quý vị đánh cái chữ lên và quý vị có hỏi rằng là what is the meaning of this word, tức là nghĩa của chữ này là gì, thì nó sẽ hiện ra cho quý vị ngay. Nó có liền cái definition, tức là tức giải nghĩa chữ này nghĩa là gì, số 1, số 2, số 3. Đấy, thành ra đấy nó cũng là một cách để chúng ta học Anh văn. Ngoài tra từ điển, chúng ta có thể tìm Google. Trên Google. Và khi mà nhắc đến Google thì Trọng Nghĩa, thưa diễn giả Phan Nhớ Đại, Trọng Nghĩa nhớ cái câu mà người đời chúng ta từ lúc mà có internet giờ đó, người ta hay đùa, người ta nói là cái gì là trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết cứ tra Google. Đúng vậy. Mà nhưng mà nhiều khi Google cũng không phải lúc nào cũng đúng, mà có nhiều khi cũng sai đấy chứ phải không phải lúc nào. Cái Google, nếu mà quý vị dùng mà dịch thì không nên dùng Google để mà dịch, bởi vì nó ngây ngô lắm mà. Nó có cái chữ ngây ngô lắm, bởi vì nó dịch là nó gọi là literally, tức là dịch từng chữ một. A dịch ra A, B dịch B, C là C, như nhiều khi tiếng Việt của mình á, cái nghĩa A nó còn có nhiều nghĩa khác chứ không phải là như vậy. Thì dịch ra Google nó ngây ngô lắm, ngây ngô lắm. Nó cũng đã xảy ra nhiều cái trường hợp như vậy rồi. Cho nên chúng ta chỉ dùng để tra nó. Tại vì dịch ra là một cái nghệ thuật chứ không phải không. Tại vì có nhiều khi một cái câu đó mà đưa cho hai người mà hai nhà văn khác nhau, hoặc là hai nhà dịch giả khác nhau, họ dịch hai cái người dịch khác nhau, tại nó dịch rất là và người Pháp họ hay nói cái câu mà traduire c'est trahir đó, tức là dịch là phản đó, là cũng nhiều khi thấy cũng đúng lắm. Cảm ơn diễn giả rất nhiều, và diễn giả hôm nay cho những cái bộ sách này nặng nề quá. Thấy giống như là bộ luật vậy đó. Nhân dịp có một vị cao niên hỏi chúng tôi ngay ở trước cửa đài đây, mới vô trong văn phòng thì hỏi, chúng tôi cũng đã có hướng dẫn rồi. Và hôm nay thì hướng dẫn thêm cho quý vị ở nhà để chúng ta biết là nên dùng cái gì.
Ngoài ra văn phạm Anh ngữ thì dễ lắm. Văn phạm Anh ngữ chúng ta nên sử dụng bằng tiếng Việt, vì nó có rất nhiều cuốn tiếng Việt cho quý vị dễ hơn là quý vị dùng văn phạm mà bằng tiếng Anh thì chúng ta chưa có thấu hiểu Anh ngữ đó, chúng ta dùng bằng tiếng Việt. Thì những cuốn này chúng tôi nghĩ rằng ở ngoài tiệm sách họ cũng có. Những quý vị kiếm những cuốn văn phạm đơn giản thôi ở ngoài tiệm sách bằng tiếng Việt thì quý vị có thể đọc sơ qua, quý vị sẽ thấy đó là những điều căn bản nhất cho chúng ta để hướng dẫn chúng ta viết nói đúng theo Anh ngữ. Cái điểm thứ hai, trước khi đi vô các cái từ ngữ hôm nay chúng tôi muốn đưa đến quý vị là danh từ, động từ, tính tự chẳng hạn, thì chúng tôi muốn nói thêm về kỳ trước chúng tôi có trình bày với quý vị về các mạo tự bất định và mạo tự xác định, đó là chữ e, n và the đó, thì có cái này rất hay nhầm lẫn. Chúng tôi nhắc lại một lần nữa đó là chính cá nhân chúng tôi nhiều khi cũng nhầm lẫn chứ không phải không nữa. Thành ra chúng ta phải có cái notebook, cái cuốn sổ ghi chép là vậy đó. Ví dụ bây giờ chữ e và chữ n, chúng ta nhớ một điều như thế này là khi mà nó là consonant tức là phụ âm á thì chúng ta dùng chữ e. Thí dụ như là a table, a chair, một cái bàn, một cái ghế thì chúng ta dùng chữ e. Nhưng mà nếu mà nó là nguyên âm á, là vowels, thì chúng ta dùng chữ n, a n. Thí dụ an orange là một trái cam, cái trứng à, an egg, an egg vân vân, vân vân, có chữ a o u i e, những cái chữ năm chữ đó, đó nó là nguyên âm, người ta gọi là vowels. Thì chúng ta cứ việc chúng ta dùng chữ n đằng trước. Tuy nhiên có một điều exception ở đây á, là cái trước chúng tôi có nó cũng đã mention rồi, là nếu mà chữ u đó mà nó đọc không đọc là ăn, thí dụ ăn nôn chẳng hạn, thì nó đọc là ăn, thì chúng ta vẫn vấn đề nó là an unknown soldier, một chiến sĩ vô danh. Nhưng nếu nó là đọc là u thì chúng ta không dùng an nữa, mà chúng ta dù rằng nó là nguyên âm chúng ta vẫn dùng nó là e. Ở university tức là một trường đại học, ở unit một đơn vị, chứ chúng ta không dùng an, đó là quý vị cẩn thận đó. Nhưng mà kỳ trước chúng tôi cũng có nói một điều mà chúng tôi muốn quý vị nên ghi chép lại đó, x-ray thì là an x-ray chứ không phải là ở x-ray, dù rằng nó là chữ x nhưng có thể vì cái âm nó đọc là chữ y ở đằng trước chẳng hạn, cho nên âm đọc như thế đó thì nó trở thành ra là cái an. Cũng như là một giờ đó thì nó là e hay là an. Yeah, an hour, nó là an hour, bởi vì chữ h đây là h cầm. Chúng ta nhớ cái đó là cái exception của văn phạm. Yeah. Người cho Mỹ nên là ghi người Mỹ mà cũng có chữ hát câm, chứ phần nhiều đa số là người Pháp thôi. Tất cả những chữ hát là hát câm hết. Nhưng mà người Mỹ là lâu lâu chỉ có cái chữ hour là họ vâng, lâu lâu thôi, thôi. Yeah. Lâu lâu thôi. Rất là exception. Yeah. Thành thế chúng ta nhớ cái đó, chúng ta để ý cái phát âm á, là nó cái chữ an nó chữ n là nó lại thuộc vào phát âm của cái nguyên âm đó. Cho nên là chữ hour là có chữ H ở đầu thật sự, nhưng chữ H là H câm, cho nên nó đọc thành an hour. Hour giống như là của chúng tôi chẳng hạn, thì nó lại trở thành ra là an hour, an x-ray. Đó là cái mà quý vị nên ghi trong notebook để chúng ta nhớ, để chúng ta dùng cái đó. Vì nếu mai mốt mà đi thi đó, mà đi ra người ta đưa ra bài, người ta nói rằng là hour hay là an hour, mình đánh hour là mình sai. Sai, dạ. Yeah. Cho nên đây là cái mà cái mẹo đó mà người ta, những cái mà exception người ta hay hỏi và mình đánh sai, tức là mình bị một lỗi trong khi làm bài, làm exercise đó, thì cái này chúng ta nên ghi để chúng ta nhớ, bởi vì một lần không nhớ đâu, mình học đi học lại thì mình sẽ nhớ. Còn một cái điều nữa về chữ the cũng vậy đó, thì chữ the nó dễ hơn, chữ the mình cứ nhớ rằng là khi nào mà nó trước cái consonant thì nó đọc là the, còn khi nào nó trước vowel nó đọc là the. Thành ra cũng là chúng ta nhớ cái đó thôi, thì nó chỉ có nó đơn giản hơn cái kia. Giống như là the United States of America đó, nó dùng chữ thì chứ không phải là tờ. Yeah. Thì đấy là chúng tôi nói lại cái phần này. Thì bây giờ đó, ngày hôm nay đó là chúng ta bước vào cái kỳ thứ 25 mà hướng dẫn về Anh ngữ rồi. Thì chúng ta đã đi học được rất là nhiều rồi quý vị. Quý vị nhìn trở lại 20 mấy kỳ vừa rồi, chúng ta học được rất nhiều về Anh ngữ rồi. Bây giờ đây là cái vốn liếng của quý vị có thể sử dụng được rồi đấy. Nhưng mà bây giờ mình phải practice, mình phải tập. Thì một trong cái quan trọng nhất của văn phạm mà ngày hôm nay chúng tôi hướng dẫn cho quý vị đó, đó là cái vấn đề về các cái từ ở trong tiếng Anh. Các cái từ ở đây chúng ta luôn luôn phải sử dụng nó, không thể không sử dụng được, bắt buộc phải sử dụng nó, vì nó là những cấu trúc căn bản trong cái câu của một tiếng Anh.
đó là cái gì, những từ thí dụ như là danh từ, động từ, tính tự chẳng hạn, chúng ta phải dùng nó. Vậy bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ xem qua về danh từ. Bây giờ là chú quý vị nhìn trên màn hình, quý vị thấy rằng bây giờ đó là chúng ta học đầu tiên về danh từ. Danh từ là nào? Nào là danh từ, số nhiều nào là nhiều nhiều danh từ. Vậy thì nào nó là cái gì? Nó chỉ một vật, một người, một việc, vân vân. Và nó có thể là một chữ, nó có thể là một nhóm chữ, a group of words that represents a person, place, thing, quality, action or idea. Tức là một chữ hay là một nhóm chữ mà nó gì, nó represent, nó đại diện cho một người, một place, nơi chốn, a thing, một vật dụng, a quality, một cái chất lượng, một action, một cái hành động nào, or idea, một cái ý kiến. Và chúng ta sẽ học những cái điều đó ở những cái câu thí dụ, ba câu thí dụ chúng tôi đưa cho quý vị ở bên dưới. Và quý vị để ý rằng các cái câu bên dưới mà bên dưới nó có gạch gạch bên dưới chữ gì đó thì chữ đó nó là tiếng danh từ. Thí dụ bây giờ có cái chữ người ta nói là pollution is the problem in some cities. Pollution là cái ô nhiễm. Ô nhiễm is the problem thì là cái vấn đề, cái là vấn nạn in some city, ở một số thành phố. Chứ some đây nó không phải là tất cả thành phố. Nếu mà nói là in all cities tức là thành phố nào cũng bị hết. Còn người ta nói some cities tức là có thành phố bị, có thành phố không. Cho để chúng ta để ý cách sử dụng như vậy. Thì bây giờ chữ pollution, chữ problem và chữ cities có S đó, nó đều là tiếng danh từ. Đó, tiếng danh từ ở đây là người ta cho mình một thí dụ rất dễ hiểu. Và quý vị sẽ nhìn thấy ở đây đó là cái danh từ nó dùng như thế nào. Bây giờ đến câu thứ hai mà chúng ta thấy ở trên cái màn hình đó là Jane gave me the wrong number of her house. Tức là gì? Là cô Jane này, cô đã đưa cho tôi, gave là động từ quá khứ của động từ to give. To give, gave, given. Chúng ta luôn luôn học bật động từ bất quy tắc. Nó trong cuốn từ điển hay cuốn văn phạm nào nó đều có một list, một danh sách của tất cả những động từ bất quy tắc mà chúng ta đều phải học thuộc lòng. Cái này nó không có nguyên tắc nào hết. Nó gọi là bất quy tắc cho nên nó biến thiên lung tung cả. Chúng ta phải học thuộc lòng thôi, không có cách nào khác hết. Cho nên chúng ta như cứ đọc nhầm tới nhầm lui chúng ta sẽ thuộc. Thí dụ như to give, gave, given, cứ give, gave, given, mình học miết thì mình nói hiện tại là give, quá khứ là gave, quá khứ phân từ là given, thì đây là quá khứ. Tức là cô Jane, cô đã đưa cho tôi cái gì? Đưa cho tôi the wrong number, cho tôi cái con số sai of her house, về nhà của cô ấy, tức là địa chỉ nhà cô đó. Thì cái người ta gạch dưới là gì? Wrong number, cái chữ number đó và chữ house. Number và house là danh từ. Còn wrong nằm trước á, nó sẽ là tính từ mà chúng tôi sẽ đề cập trong cái kỳ trong sắp tới đây. Thì đấy là cái thí dụ thứ nhì. Bây giờ đến thí dụ thứ ba đó mà chúng ta nhìn thấy ở đây đó là người ta sẽ cho mình biết là cái gì. There are a large or great or small number of cars on the road today. Chúng ta chú ý tới cái cách viết ở đây và chú ý tới văn phạm. Cái câu này rất là hay. Chúng ta chú ý được nhiều cái là cái thứ nhất thì there are tức là số nhiều, đúng không? There are là số nhiều rồi, nhưng đây người ta đằng sau lưng của nó đi theo lại là cái số ít. Nhưng mà nó số ít này là số nhiều, chúng ta để ý cách dùng chữ của người ta. Thí dụ bây giờ, there are a large number of cars. Thành ra cái chữ A đây, số nhiều đây, nó chỉ cái chữ cars là những cái xe chứ không phải nó chỉ cái number. Cái number dù rằng nó đi trực tiếp đi theo sau của cái động từ to be này á, nhưng mà nó không phải là cái chính yếu người ta muốn nói tới. Người ta muốn nói tới những cái chiếc xe hơi đó đó, những cars đó có S đó đó. Thì đúng ra nó là there are cars. Thì đó là có nhiều xe on the road today. Nó trên đang chạy trên đường ngày hôm nay. Nhưng mà ở đây người ta muốn nhấn mạnh đến, cho nên chúng ta học thêm được một cái thành ngữ nữa mà trong tiếng Anh sử dụng rất là nhiều. Đó là a large number, hay là a great number, hay là a small number.
cái a large number hay là a great number nó đều giống nghĩa với nhau hết, tức là rất có rất nhiều, có một số lớn. A large number mà có một số lớn, number đây là chỉ con số thôi, cho nên nó nằm ở singular tức là số ít. Yeah. Số ít. Còn nếu mà there are a small number of cars thì a small number là một số lượng ít thôi, 5-7 chiếc chạy không có nhiều. Còn a large number là cả mấy chục chiếc chạy chẳng hạn. Thì đấy là chúng ta học thêm được một cái thành ngữ nữa. Thành ngữ này á, nó muốn nói là cái gì? Nó muốn nói rằng thì là có nhiều xe cộ đang chạy trên đường ngày hôm nay. Đó, thành cái đó là cái mà chúng ta học được thêm là number này và cars có S này và chữ rốt đó đều là tiếng danh từ. Bây giờ mình bước qua cái thứ nhì đó mà trước khi thư diễn giả Phan Duy đã trong nghĩa hình như thấy có một cái chữ mà pollution hình như là phải hai chữ L đúng không ạ? Hay là một chữ L ạ? Trong nghĩa nhớ hình như là và cái chữ pollution cái ô nhiễm đó hình như là hai chữ L. Hình như nó là hai chữ L. Nhớ như vậy. Vâng, nó là hai chữ L. Thì đôi khi cái mà typing nó cũng bị lộ. Dạ. Thì nó là hai chữ. Dạ. Thì tiếng Anh với tiếng Anh của người Anh với tiếng Anh của người Mỹ đôi lúc nó viết cũng hơi khác. Dạ. Nhưng mà có nhiều chữ thì nó giống nhau, nhiều chữ nó hơi khác. Trọng nghĩa nhớ từ cái chữ pollution của tiếng Pháp á, thành ra trọng nghĩa nhớ là có hai và hai chữ L. Và mà phần nhiều cái chữ Mỹ họ cũng mượn một số danh từ của tiếng Pháp nhiều lắm. Dạ, thành ra chắc có lẽ hai chữ pollution trong trọng nghĩa nghĩ là có phải lẽ là hai chữ L. Dạ. Cảm ơn diễn giả. Vâng, thì bây giờ đó chúng ta đi tới một cái phần thứ nhì đó của nó, tức là cái từ thứ nhì chúng tôi muốn trình bày quý vị hôm nay đó là về để động từ. Sau khi chúng ta học về danh từ rồi chúng ta học về động từ, thì động từ ở đây đó nó chỉ cái gì? Nó chỉ một chữ hay là một nhóm chữ mà được sử dụng để mô tả một hành động, một kinh nghiệm hay là một trạng thái. Thành ra trên màn hình quý vị thấy rằng verb là a word or group of words that is used to describe an action, experience or state, là một chữ hay là một nhóm chữ nó dùng để mà diễn tả. Action là một hành động, experience là một kinh nghiệm, một cái gì đã xảy ra, or state là một cái tình trạng gì đó. Thí dụ như bây giờ Alicia thanks Mr. Quintero, cô Alicia cô cảm ơn ông Quintero, thì chữ thanks ở đây là động từ, nó có S vì là nó chia ở số ít. Hay là Darren is fixing his bike, là anh Darren này thì đang fixing là đang sửa chữa chiếc xe đạp của mình. Chữ bike ở đây thường là nó dùng nó gọi là viết tắt của chữ bicycle, tức là chiếc xe đạp. Mỹ nó hay dùng chữ tắt lắm, đây cũng chúng ta cũng phải ghi nốt để chúng ta học. Ví dụ như là Coca-Cola, nhiều khi nó gọi là Coke. Coke. Mỹ hay thích viết tắt lắm, viết đọc tắt ngắn gọn. Nó ngắn gọn lắm. Là nhiều khi Coke nhiều khi ta cũng hiểu lộn qua là nó sử dụng ma túy lắm chừng lắm ạ. Nó cũng có những cái chứ nó sử dụng lộn qua là thì nhưng mà mình biết cái đó để mình sử dụng. Thì mình vô restaurant mình nói là cho tôi một cái Coke là nó hiểu ngay là cho một chai Coca-Cola. Cái thứ ba nữa là Jane and Jack are arguing about their vacation plan. Tức là gì? Là cô Jane và cậu Jack này đang bàn thảo, cãi lộn nhau. Argue tức là muốn nói tranh luận cãi nhau. Thì argue là tranh luận cãi nhau về cái chương trình đi nghỉ mà nghỉ hè của họ, đi nghỉ vacation của họ ấy. Thì đây là fixing, arguing nó là động từ, nhưng mà nó là cái động từ nó chia theo cái thể liên tiến, nó đang xảy ra. Thì tới đây thì chương trình chúng tôi cũng có lẽ cũng đã hết giờ, cho nên chúng tôi sẽ tiếp tục những cái từ này trong chương trình kỳ tới, thưa quý vị. Diễn giả Phạm Gia Đài cùng Trọng Nghĩa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Mạng Đàm Anh Ngữ, và vì thời gian không còn nhiều nữa cho nên chúng tôi xin trân trọng kính chào quý vị và cảm ơn sự theo dõi của quý vị, và xin hẹn quý vị vào chương trình lần tới.